là một trong những mới diễn viên gạo cội của buôn bản giải trí Hoa ngữ, Trương Tử Di luôn được tấn công giá bút cười khôi về nhan sắc và diễn xuất. Mỹ nhân ngoại hổ Tàng Long kết duyên với nhạc sĩ U Phong vào năm 2015, sau đó đã sinh con gái đầu lòng tại Mỹ. Trương Tử Di cũng nhiều người biết đến là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Thế nhưng, giữa hàng loạt tin đồn mang thai, Trương Tử Di lại lần nữa hiện ra với bụng bầu lớn vượt mặt. Gia đình Trương Tử Di cùng với cô con gái riêng của U Phong. Trang Sina đưa tin, tối ngày 23 tháng 10 vừa qua, cánh phóng viên đã bắt gặp hình ảnh hai vợ chồng Trương Tử Di cùng con gái hiện ra tại một nhà hàng ở Bắc Kinh. Cả gia đình được cho là đi ăn uống tụ tập cùng người thân, bạn bè. Thế nhưng điều đáng xem xét lại là hình ảnh Trương Tử Di với chiếc váy rộng, nếu nhìn nghiêng, có thể tiện lợi phát hiện bụng của cô nàng đã nhô lên rõ ràng. Thậm chí tay của cô cũng chú ý đặt lên bụng của mình. Trương Tử Di với chiếc bụng lớn, để mặc một và không hề trang điểm. Được biết, tin đồn Trương Tử Di mang thai đã hiện ra từ đầu tháng 4 năm nay, song phía quản lý của nữ diễn viên cũng đã từng phủ nhận vấn đề này. Thế nhưng với loạt ảnh mới này, số đông mạng đều chắc chắn cho rằng Trương Tử Di đang mang thai con thứ hai ở thời điểm hiện tại. Nguồn Sina.